không muốn vô đây nữa. Đó. Ông không ngồi đâu, đứng rồi. Chụp hai chụp hai vợ chồng này, chứ này. Chụp hình chung đi. Rice with kimchi. Give me that. Sure. Sure. Oh, they got a kimchi pot in the pan. Don't have that yet. Potato, corn, kimchi, Swiss. Chewy cake, right? No, that's not. Do you see what they said from there? Korean pancake with kimchi. 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 Korean đúng rồi, chơi đi số 8 đúng rồi. Rồi chơi gì nữa? Hiểu chưa? Đây là đang order đồ ăn. Có cơm chú nói rồi. Cảm ơn Thông. Đó. Nó không phải chụp bệnh cho anh Thông. Có cơm chú nói. Em không? Vô thầy phải không? Trời, cho quay giống như là quay giống như là professional. I got everything. Just have water. Okay, that's fine. That's fine. That's fine. That's good. And you can use it for dumplings. Thank you. No problem. Thank you. Để quay đèn cơm ra này. Baby, chả bỏ cũng không chừng. Ủa tụi nó biết hôm nay mình đi ăn hả? Người Việt Nam nó biết. I will walk. Ông đâu lúc mà bà hát cứ uống trà. Đây là trà, tí nữa không? Không, nó chỉ ấm cái son thôi, nóng thôi. Tại tước cái sao ở vậy nó mới vui. Ví dụ mướn nguyên cái nhà vậy nó ở vậy nó vui. Chứ còn ví dụ như là bạn vô chui vô khách sạn thì nó không nóng. Không, mình về Vũng Tàu thì kia tụi nó bút gì mình về nữa thôi. Quay mọi lúc mọi nơi. Ông là YouTuber, mà nghe là YouTuber. À, anh Thông. Cảm ơn. Đây là ăn chơi chứ không nè. Miếng nè. Ăn chơi đổ gì nữa. 8 giờ. Ăn chơi đi. Không muốn sạch nè anh Thông. Nhờ cái tụi được ăn cơm cho anh Thông. Được ăn cơm đi. Con biết nhờ cái tụi cây bóp mà mình mà bây giờ tụi tay mới ăn đồ hàng nhiều. Giờ nó dặn nhiều. Đi. Bà ăn đi, ăn đường xin nó lấy đi. Không biết đây không? Anh là chỉ thích ăn mấy cái đồ chua chua cần này nó được làm. Thích ăn hết luôn đi. Món này là xin phép xin. Không biết anh không? Ăn dưỡng sức là mãi đi lên máy bay ăn. Dạ ơi. Ăn dưỡng sức không á? Ăn dưỡng sức. Ủa? Ủa anh có còn tụi anh chở ra phi trường không? Anh Sơn biết là Sơn apply cái Avion Card đi, là biết là cái đó nó có bảo hiểm sức khỏe luôn á.
nó bảo hiểm rất gệt luôn, mất đồ nó đền hết luôn, lấy nó cũng đền luôn, phải không? Cái này nè luôn á, nó có emergency removal á, Infinity hả? Infinity á, chứ còn cái kia hồi trước cũng có cái kia, nhưng mà cái đó thì không có cái đó đâu nha. Đúng rồi, đơn giản. Ừ, xin đổi qua đi. Tại vì không có bảo hiểm của hãng. Không về Việt Nam. Mọi thường anh đi đó là mua vé máy bay là mua bảo hiểm luôn. Thì nhưng mà cái này là không có. Mua đang bán đang bảo hiểm. Thank you. Thank you. Được mà. Cho nên á là mấy người mà đã dùng cái thẻ này á họ cần mua bảo hiểm cơ. Được, tôi biết. Vì nó bao thuốc bệnh rồi gì nó bao hết luôn. Cái này bên hàng á tụi nó mua nó uống bia không à? Bia nó đập bạc. Thank you so much. Đặt nước lấy rồi luôn đi. Anh không ăn luôn. Anh lấy đi. À, lấy anh đi sao? Ăn luôn đi má. Nước tăm lấy đi đủ. Cười đau bụng anh. Sao mình xuất đi sao? Quả mới ngon ghê á. Thank you. Thank you. Enjoy. Đừng quên lấy run away. Đi cơm đi thêm không? Bà đưa đây, bà vô đây, bà để cơm đây. Cơm trắng không? Cơm trắng thì có cả bánh nữa, không không. Không, ý nói là để cơm rồi thì cho lấy đi. Lấy đồ để không? Không, để mình đóng hộp. Lấy đồ để nó đóng hộp. Lấy đồ để cho ai cho lấy ra. Nó ngon ghê á. Chúng ta làm như xuống. Không, mà xem mà chắc. Hành này cứ thanh. Được rồi, không được rồi. Yummy, yummy, ngon không? Yeah. Cơm thích ăn không á? Thích ăn. Anh muốn cơm trắng hay là cơm kia không? Cơm kia cho anh. Anh lấy cơm trắng ngon hơn. Anh lấy cơm trắng hay đồ ăn mới ngon. Thank you. Thank you. Nó là phải nói vô cho tụi dinh sĩ nó nghe. Nó nói tối ngày bị anh Thanh cứ ăn đẻ ở kia làm xong rồi ta làm ăn không vừa ý còn cự nữ nữa. Tại vì tôi cứ không biết ăn. Không biết ăn đồ ăn của anh không. Hôm nay là coi như là anh với anh Thanh á là ngày mai đi Việt Nam. Hai chồng anh Sơn với là chị Tước đãi ăn nè, không có cho làm gì nó ngồi đây. Rồi người ta gấp cho ăn. Đó, dạ. Đúc từ sáng tới tối luôn. Thương. Còn ngon ghê thế lần đó. Cái hành này nó không hỏi. Ví dụ như quát rum á thì nó phải hỏi ơi cho nhiều mấy cái toilet hay là mấy cái mà vanity rồi nhậu gì đó thì nó phải hỏi người ta như ờ ăn uống rồi đây ăn xong mà no quá rồi làm theo cái nó. Tại vì nó làm cái loại bình thường thì nó sẽ lời nhiều hơn. Tại vì chìa khóa cho tay mà Tước hiểu nói không, thì cái gì mà nó tiết kiệm được thì nó lời cho nó nhiều hơn. Cho nên thật sự ra anh gửi cho nó cái hình đó là tròn xong rồi nó mới sửa lại á, là anh chỉ cho nó bữa anh gửi cái mẫu cho nó rồi nó làm cái chớn hết rồi nó sửa lại rồi mà cũng không được như ý lắm. Quay là mấy cái bình chứ những cái bàn này cũng thiết nhiều Chú Hình nói chuyện phải lịch sự lại nha, đang quay bỏ lên YouTube cả thế giới giờ. Xong đi đứng dậy đi về nè. Đó, trả lại cái bàn cho người ta. Áo quần nó bị hôn. Quay nữa, đó lo đi, lo chửi người ta mà lo quay ra chửi người ta. Mình ăn xong phải quay kết thúc để cho ra cho người ta biết cho mình quá. Rồi xong đi ra. Hello, bên đây anh Thông đi ăn với Sơn, vợ chồng Sơn. Nó mời bác Thông qua chơi. Nhờ bác Thông mình đi ăn ngon. Cái này là bên ngoài. Bé của Sơn phát sinh đúng không? Trẻ chung mà. Đúng không? Mignon mặc đồ giống như con. Trẻ chung mà. Đồ phục chỉ với con. Không mà con nhìn trước mắt. Ông này ghê lắm em bố mấy tự. Là
cái nhà hàng hồi nãy ăn. Cái nhà hàng cái tên nãy mình mới ăn nè. Sao mà để mình quay phim cho mọi người. Bây giờ đi qua đi ăn bánh. Ở đây là cái phố hàng của bên Toronto, Canada. Đây là cái chợ hàng mình hay đi chợ này.